Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 70 sách giáo khoa trang 30 toán 6 tập 1. Đề bài như sau này, viết các số 987, 2564, A, B, C, D, E dưới dạng tổng các lũy thừa của 10. Vậy để làm bài toán này, trước tiên các bạn có thể tham khảo cho cô một ví dụ ở phần chú ý ở phía trên. Ở đây chúng ta có một ví dụ như sau này, có số 2475. Thì 2 là chữ số hàng nghìn nên được tách thành là 2 nhân 1000. 4 là chữ số hàng trăm nên được tách thành 4 nhân 100. 7 là chữ số hàng chục thì được viết thành 7 nhân 10. Và 5 là chữ số hàng đơn vị. Chúng ta đem tính tổng của các cái tích này sẽ ra được số ban đầu. Từ đó chúng ta viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10. 1000 thì chính là bằng 10 mũ 3. Vậy sẽ trở thành là 2 nhân 10 mũ 3. 100 thì là 10 mũ 2. 10 thì ở đây giữ nguyên. 5 ở đây các bạn hiểu bản chất của nó chính là 5 nhân với 1. 5 nhân với 1 thì vẫn bằng 5 đúng không ạ? Vậy thì ở đây chính là 5 nhân 1 nghĩa là 5 nhân 10 mũ 0. 1 được quy à 10 mũ a mũ 0 được quy ước là bằng 1 với a khác 0. Vậy từ cái bài này thì chúng ta sẽ thực hiện giải bài tập 70 một cách tương tự như vậy. Đầu tiên với số 987 thì chúng ta có 9 là chữ số hàng trăm nên sẽ bằng 9 nhân 100. 8 là chữ số hàng chục, vậy là viết là 8 nhân 10 và cộng với 7. 7 ở đây nếu mà viết chi tiết ra thì các bạn có thể viết thành 7 nhân 1. Cô sẽ viết 7 nhân 1 để các bạn hiểu hơn tại sao mình có cái lũy thừa 10 mũ 0. Và ở đây chúng ta sẽ viết dưới dạng lũy thừa 9, cô giữ nguyên này, 100 thì chính là 10 mũ 2, 8 nhân với 10, 10 ở đây chính là 10 mũ 1 rồi, và cộng với 7 nhân với 1 ở đây theo quy ước là bằng a mũ 0 với a khác 0 đúng không ạ? Vậy thì ở đây 1 cô sẽ viết thành là 10 mũ 0. Thế như vậy là chúng ta đã viết số 987 dưới dạng tổng của các lũy thừa của 10. Tương tự 2564. 2 là chữ số hàng nghìn sẽ là 2 nhân 1000. 5 là chữ số hàng trăm là 5 nhân 100. 6 là chữ số hàng chục là 6 nhân 10. Và 4 là chữ số hàng đơn vị thì ở phép tính này cô chỉ viết là 4 thôi chứ cô không viết 4 nhân 1 nữa. Thì các bạn cũng có thể hiểu đây vẫn chính là 4 nhân 1 được chưa ạ? Rồi chúng ta chuyển về thành dạng lũy thừa của 10 thì thành là 2 nhân 10 mũ 10 mũ 3 cộng với 5 nhân 10 mũ 2 cộng 6 nhân 10 chính là 10 mũ 1 và cộng 4 nhân 10 mũ 0 đúng không ạ? Vậy cuối cùng dạng tổng quát của một số có 5 chữ số A, B, C, D, E thì ở đây chúng ta tách thành A nhân 10.000 đúng không ạ? Cộng B nhân 1.000 cộng C nhân 100 cộng D nhân 10 và cộng E. Rồi chúng ta chuyển về dạng lũy thừa của 10 bằng A nhân 10 mũ 1, 2, 3, 4 có 4 số 0. Vậy là lũy thừa của 10 mũ 4 đúng không ạ? Cộng B nhân 10 mũ 3 cộng C nhân 10 mũ 2 cộng D nhân 10 và cuối cùng là cộng E nhân 10 mũ 0. Đây chính là 10 mũ 1 đấy đúng không ạ? Rồi như vậy là chúng ta đã chuyển tất cả các số theo yêu cầu của bài toán về thành dạng tổng của các lũy thừa của 10. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.